cựu Tổng thống Donald Trump đã cam kết rằng nếu ông tái đắc cử, giá thực phẩm sẽ rẻ hơn, tiền lương sẽ cao hơn và các thành phố sẽ sạch hơn và an toàn hơn. Đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, ông phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pittsburgh vào tối thứ Hai. Ông cũng gọi người theo ông là phong trào chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Trước đó, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã dành ngày cuối cùng của chiến dịch để đưa ra những lời chào hàng cuối cùng tới cử tri tại các tiểu bang chiến trường. Ông Trump đã tổ chức các cuộc meeting tại Raleigh, NC và Reading vào thứ Hai. Ông tổ chức một cuộc meeting khác tại Pittsburgh vào lúc 6 giờ tối theo giờ miền Đông trước khi đến Grand Prix Mix để tham dự sự kiện vận động tranh cử cuối cùng của mình. Bà Harris cũng dành đêm bầu cử tại Keystone State, tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại Allentown, Pittsburgh và cuối cùng là Philadelphia để khép lại đêm đó. Trong khi đó, các cuộc khảo sát từ NCB News, Emerson College, Yahoo News, YouGov công bố vào cuối tuần này để cho thấy các ứng cử viên đang giằng co. Cuộc thăm dò trên 7 tiểu bang dao động cũng cho thấy cuộc đua sít sao với Harris dẫn trước ở Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin, trong khi ông Trump dẫn trước ở Arizona và Bắc Carolina. Nhiều tiểu bang trong số đó có khoảng cách dưới 2 điểm. Pennsylvania, nơi cả ông Trump và bà Harris đều vận động tranh cử với một ngày còn lại cho đến ngày bầu cử. Mô hình dự báo bầu cử của Fight38 hiện dự đoán ông Trump sẽ thắng 52 trong số 100 lần. Minh độ sít sao trong các cuộc thăm dò có ý nghĩa là kết quả của cuộc bầu cử ngày mai là bất cứ điều gì trừ khi chắc chắn. Tài sản của ứng cử viên Donald Trump giảm rất nhanh trước ngày nước rút của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11 do một tín hiệu trúng cử sụt giảm. Tuy nhiên, nếu các chỉ số là sai, tài sản của ông Trump có thể tăng vọt. Những ngày cuối cùng trước thời điểm bầu cử mùng 5 tháng 11, cổ phiếu Trump Media and Technology Group Corp, gọi tắt là DJT, doanh nghiệp điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Donald Trump sáng lập, giảm rất mạnh, mất tổng cộng gần 44%. Giá cổ phiếu DJT từ mức trên 54 USD hôm 29 tháng 10 xuống còn 30,56 USD trên một cổ phiếu vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 4 tháng 11 giờ Việt Nam. Tổng vốn hóa của DJT cũng giảm mạnh xuống còn 6,1 tỷ USD từ mức 10,8 tỷ USD. Ông Trump sở hữu 65% cổ phần Trump Media, do vậy tài sản của cá nhân cựu Tổng thống Mỹ tính chỉ riêng theo DJT vừa bốc hơi khoảng hơn 3 tỷ USD. Từ mức hơn 7 tỷ USD xuống dưới 4 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Trump còn nhiều tài sản khác, trong đó có Trump Organization, mà theo tài liệu công bố khi tranh cử được hình thành từ hơn 500 công ty khác nhau. Theo Forbes, tính tới ngày 4 tháng 11, ông Trump có tổng tài sản đạt 5,6 tỷ USD, xếp thứ 591 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới. Tài sản của ông Trump gần đây biến động mạnh theo vốn hóa của Trump Media and Technology Group Corp, lên gần 10 tỷ USD nếu theo mức cao của giá cổ phiếu DJT hồi cuối tháng trước. Nhưng tài sản của ông Trump có thể lao dốc theo đà đi xuống của cổ phiếu Trump Media and Technology Group nếu ông Trump không trúng cử Tổng thống. Cổ phiếu Trump Media phản ánh kỳ vọng của bầu cử của Tổng thống Mỹ. Trump Media là một doanh nghiệp của nhà ông Donald Trump. DJT được thành lập 2021 và điều hành mạng xã hội Truth Social do Trump lập ra trước đó. Cổ phiếu DJT từng có giá gần 100 USD vào tháng 2, 2012. Cổ phiếu Trump Media gần đây được xem là hàn thừa biểu cho triển vọng của Donald Trump, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ. Cổ phiếu này biến động rất mạnh vài tháng qua. Trước khi lao dốc mất gần 44% trong năm phiên vừa qua, DJT từng có đợt tăng gấp hơn 4 lần từ mức giá hơn 12 USD trong tuần cuối tháng 9 lên 54 USD trên một cổ phiếu vào cuối tháng 10 vừa qua. Cổ phiếu Trump Media tăng mạnh sau những tín hiệu tích cực cho ông Trump trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk dồn lực ủng hộ cho cựu chủ nhân Nhà Trắng giai đoạn 2017-2020. Mạng xã hội Truth Social được cho là sẽ phát triển mạnh nếu ông Trump thắng cử, bởi vị tỷ phú này từng bỏ qua các phương tiện truyền thông truyền thống, thay vào đó sử dụng các mạng xã hội Twitter, giờ là X và Facebook khi là Tổng thống. Trong nhiệm kỳ 1, ông Trump đã dùng Twitter X với 88 triệu người theo dõi để đưa các thông tin từ chính sách ngoại giao, thông cáo các chính sách quan trọng của chính phủ. Truth Social được dự báo sẽ tăng trưởng bùng nổ nếu ông Trump bước vào Nhà Trắng lần thứ hai. Với mức giá cuối tháng 10, DJT có vốn hóa thậm chí còn cao hơn cả mạng xã hội X của Elon Musk. Hoạt động kinh doanh cũng như tài sản của ông Trump từng biến động theo con đường chính trị của vị tỷ phú này. Trong những lần tranh cử, những chính sách và bình luận gây tranh cãi của ông đã khiến thương hiệu Trump bị ảnh hưởng tiêu cực. Lượng khách đến các khu vui chơi nghỉ dưỡng của Trump Organization cũng giảm mạnh. Ít ngày trước cuộc bầu cử mùng 5 tháng 11,
một số thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có tỷ lệ thắng cử cao hơn ông Trump một chút, giới đầu tư đang chờ kết quả cuối cùng. Trong trường hợp kết quả số phiếu bầu phổ thông hoặc đại cử tri gây tranh cãi, nhiều quy định đặc biệt sẽ được sử dụng để phá vỡ bế tắc của bầu cử Mỹ. Theo truyền thông Mỹ, kết quả bỏ phiếu được các bang công bố vào đêm bầu cử Tổng thống, đêm ngày 5 tháng 11 hoặc trong những giờ sau đó thường chưa mang tính chính thức bởi có thể mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để kiểm phiếu, xác nhận và chứng nhận số phiếu bầu. Bầu cử Mỹ nếu có kết quả siết sao dễ dẫn đến kiện tụng liên quan đến quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu tại các bang chiến trường. Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả phiếu bầu phổ thông, một số bang sẽ cho kiểm phiếu lại. Những vụ kiện ở từng bang riêng lẻ cuối cùng có thể được đưa lên tòa án tối cao. Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống Mỹ không được bầu bằng phiếu phổ thông mà bằng phiếu đại cử tri. Các bang phải bổ nhiệm đại cử tri của mình trước khi đại cử tri đoàn họp để chính thức bỏ phiếu. Năm 2024, đại cử tri đoàn dự kiến nhóm họp vào ngày 17 tháng 12. Nếu kết quả kiểm phiếu lại hoặc khiếu nại được giải quyết nhanh chóng trước thời điểm này, mỗi bang có thể bổ nhiệm đại cử tri trong khi thống đốc chuẩn bị tuyên bố chứng nhận nêu chi tiết số phiếu phổ thông và đại cử tri. Ngược lại, nếu tranh chấp vẫn chưa có hồi kết trước khi đại cử tri đoàn họp nhóm, theo Hiến pháp Mỹ, cơ quan lập pháp bang có thẩm quyền bổ nhiệm đại cử tri bất kể tình trạng kết quả phiếu phổ thông. Cơ quan lập pháp bang có thể quyết định kết quả bầu cử vẫn còn đang tranh cãi là không hợp lệ và chọn đại cử tri của riêng mình. Tuy nhiên, tranh cãi có thể vẫn chưa dừng lại tại đây. Các chuyên gia về luật bầu cử cảnh báo kịch bản thống đốc và các nhà lập pháp có thể bất đồng về kết quả và mỗi bên có thể quyết định bổ nhiệm các nhóm đại cử tri đối lập, ủng hộ các ứng cử viên khác nhau. Khả năng này càng cao tại các bang chiến trường nào có thống đốc thuộc đảng đối lập với đảng chiếm đa số trong cơ quan lập pháp. Cả hai nhóm có thể họp để bỏ phiếu và Quốc hội sẽ phải giải quyết quyết định chấp nhận lá phiếu của nhóm nào. Ngoài ra, không thể không nhắc đến tình huống một số đại cử tri có thể bỏ phiếu cho ứng viên khác thay vì ứng viên họ đã hứa ủng hộ hoặc từ chối bỏ phiếu. Những người này được gọi là đại cử tri bất trung. Sau khi có kết quả số phiếu đại cử tri, Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu và tuyên bố người chiến thắng. Dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống, Quốc hội sẽ kiểm phiếu đại cử tri từ mỗi bang theo thứ tự bảng chữ cái. Ứng viên nào nắm được 270 trên 538 phiếu đại cử tri sẽ giành chiến thắng. Theo sau những rắc rối từ cuộc bầu cử năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cải cách nhằm khiến ứng viên khó thách thức kết quả hơn. Luật này quy định rõ Phó Tổng thống không có thẩm quyền trì hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử toàn quốc hoặc loại bỏ kết quả bỏ phiếu của một bang. Luật cũng quy định việc phản đối kết quả phiếu đại cử tri của một bang chỉ có thể được đưa ra nếu được 20% thành viên Hạ viện và Thượng viện đồng tình. Sau đó, việc phản đối này trở nên hợp lệ nếu nhận được hơn 50% phiếu bầu tại mỗi viện quốc hội.